gọi được gọi là chính thức hòa nhập. Còn những cái năm đầu tiên á thì thực sự cũng đấu tranh rất là nhiều, sốc văn hóa rất là nhiều, rồi tùm lum chuyện hết. Cho dù bản thân người có thể giao tiếp tiếng Anh mà và đã từng tiếp xúc rất là nhiều người nước ngoài trên mọi miền thế giới rồi, mà mình vẫn cảm thấy rất là khó. Mình cảm thấy nếu như mà một số người khác mà không có được như mình đó thì mình nghĩ chắc là họ phải sốc nhiều hơn. Cái lần đầu tiên mình lấy cái xe của chồng mình chạy ra thì mình tông vô hàng rào bể hết đầu chút luôn. Mình làm mất rất là nhiều tiền, nhưng mà mình không bao giờ nói với gia đình mình, với lại kể cả chồng mình không có nói với bất cứ kỳ ai hết. Bởi vì người kinh doanh mà không mất tiền thì không phải là người kinh doanh. Cảm thấy trong lòng rất là đau, rồi giống y chang là muốn sinh bệnh luôn, không có ra khỏi giường, rồi cả tuần không có vực dậy được, cả tháng không có vực dậy được như vậy đó.